Đây là cây hoa tuyết của diện trần. Như vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn có thể dùng cây hoa tuyết này gạch sáu vùng phản chiếu hệ bạch huyết để làm hạ huyết áp và làm hạ sốt. Chúng ta cũng có thể dùng cái đầu của cây hoa tuyết này mình gạch khắp mặt làm khí huyết hồng hào, làm đẹp da. Ngoài ra chúng ta có thể dùng cây hoa tuyết này để chữa co cứng cổ vai gáy các bạn này. Khi mà co cứng cổ vai gáy ấy, chúng ta thấy là cái vùng cơ này này nó sẽ đóng dày lên và nó co cứng vào, nó sẽ gây thiếu máu lên não và khiến cho bệnh nhân đau đầu và khiến cho bệnh nhân mất ngủ, thiếu máu lên não. Thì chúng ta có thể dùng cây hoa tuyết này chúng ta xâm, và chúng ta có thể tự với nhé các bạn nhé. Chúng ta cầm với ra sau vai gáy, chúng ta có thể tự xâm như này, tác động rất là mạnh các bạn ạ, tác động rất là mạnh và sâu, làm tan làm mềm cái vùng này ra. Đấy, rất là hiệu quả đấy các bạn ạ. Đấy, xâm đấy, khắp vùng cổ vai gáy, làm tan cái vùng co cứng của cái vùng này đi. Đấy, tan co cứng của vai gáy. Không những xâm hết cái vùng này, các bạn có thể làm khắp như thế khoảng 5 phút chia ra cái đây khoảng 2 phút. Một ngày làm 3 lần như vậy hoặc là rỗi lúc nào các bạn làm. Đấy, không những xâm ở đây mà các bạn có thể đau nhức bất kỳ nơi đâu các bạn đều có thể xâm được, và các bạn xâm dọc hai bên cuộc sống hoặc là chỗ nào có cái vết sẹo hoặc là vết chai, ví dụ chai mắt cá chân hoặc là chai bàn chân, các bạn cũng có thể dùng cái này để các bạn xâm. Xâm rồi các bạn cũng có thể gạch đều như thế này, gạch nhẹ tại cái vùng đau ấy để có tác dụng là giảm đau, làm khí huyết lưu thông. Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cây hoa tuyết của diện trần. Đây là một dụng cụ mới do thầy Kiệt chế ra. Một đầu nó là 3 chân, kích thước nó nhỏ, đường kính của cái chân này nó bằng 0,9mm. Và một đầu có 7 chân như thế này. Chúng ta dùng cái cây hoa tuyết này để chúng ta có thể là gì ạ? Gạch 6 vùng phản chiếu hay là 12 vùng biến nhiễm, hoặc là trà, hoặc là xâm trên vùng vai, chữa đau mỏi cổ vai gáy. Thế thì bây giờ chúng ta xem khi mà dùng cây hoa tuyết này để tác động lên 12 vùng miễn nhiễm để hạ sốt như thế nào. Thì khi mà gặp thời tiết bất lợi hay là cảm cúm thì khiến cho trẻ hay kể cả người lớn hay bị sốt, đúng không nào, nhiệt độ tăng cao. Thì bây giờ mình hạ sốt như thế nào? Mình gạch 12 vùng miễn nhiễm. Như các bạn đã biết, 12 vùng miễn nhiễm thì vùng thứ nhất là ở trên đầu hốc mắt như thế này. Chúng ta gạch từ trên dưới khoảng 30 tiếng đếm. Đó. Vùng thứ hai là giữa hai đầu cung mày đến đầu mũi, chúng ta đặt vuông góc cái cây hoa tuyết này, chúng ta gạch xuống 30 tiếng đếm. Vùng thứ ba, chúng ta gạch từ đầu mũi này xuống dưới chân mũi như thế này, 30 tiếng đếm, và mình sẽ gạch ở bên phải trước, bên trái sau. Rồi, vùng thứ tư, mình sẽ gạch ở hai bên đường pháp lệnh này, từ trên xuống dưới như thế này. Đó, trên xuống dưới. Rồi, vùng thứ năm, chúng ta gạch ở ụ cằm như thế này. Đấy, 30 tiếng đếm. Vùng thứ 6, chúng ta sẽ gạch hai bên tóc mai từ trên xuống dưới như thế này, cũng 30 vòng. Đó, chúng ta gạch bên phải trước, bên 6, bên trái sau. Như vậy là hết 6 vùng. Rồi, bây giờ đến vùng thứ 7 các bạn này. Bạn gạch ở cái vùng môi trên, khép mép miệng trên như thế này. Đấy, chúng ta gạch bên phải trước 30 tiếng đếm, bên trái sau. Đó. Rồi, tiếp theo, đây là đầu mũi này, sang đây chúng ta sẽ gạch ngang như thế này. Đây là vùng huyệt 50. Tiếp theo đây là giữa cái mũi sang, chúng ta gạch đây là vùng huyệt 37, cũng 30 tiếng đếm. Rồi, vùng đây, đây thì nó nhỏ thì chúng ta có thể dùng đầu 3 này. Chúng ta gạch nối hai bên góc cánh mũi vào với nhau, cũng 30 tiếng đếm. Rồi, tiếp theo vùng này là vùng phổi này, chúng ta có thể gạch dọc hoặc gạch ngang như này đều được, miễn sao thuận tay. Đó, miễn sao thuận tay như thế này nhá. Rồi đây là vùng 11. Đến vùng 12 này các bạn thấy này, đây là một đường thẳng này, đây là giữa, đây 1/4, các bạn kéo ra chính giữa đầu mắt lên này và cạnh trong của lòng đen này. Đây chúng ta gạch chỗ này là vùng huyệt 300, là vùng thứ 12. Thì khi mình gạch 12 vùng miễn nhiễm này vừa có tác dụng là hạ sốt, nâng cao sức đề kháng và tăng cường sự miễn nhiễm cho cơ thể, chống lại cái sự thay đổi từ thời tiết, chống lại sự xâm nhập của dịch bệnh, và đồng thời là trong lúc mà trẻ em đang sốt ấy, mình sẽ tác động như thế này. Cứ khoảng 1 tiếng mình sẽ gạch 12 vùng miễn nhiễm này để làm hạ sốt cho bé và tăng sức đề kháng cho bé. Chúc các bạn thành công.